xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay chị em đi trồng hoa đây. Hôm nay chị hội phụ nữ tổ chức chị em trồng hoa dọc hai bên đường á. Mà chị em giờ mới đi chứ thấy họ làm được nhiều rồi. Yeah, xin chào chị em. Sớm rồi. Sớm nữa. Cấm được đó, cứ đi vài hôm ăn quen. Hôm qua chị hội trưởng của phụ nữ xuống xã chặt toàn cây giống này này. Cho nên bây giờ chị em phải chặt từng khúc ra để trồng. Đi xin về nhiều đứa nào mà Thiên? Xin nhiều đứa không? Đi xin giống mà xin ra rấy đây. Có nhiều đây trồng hết được. Chị em ta có món chi đó mệt. Mà anh chị ra cái được ăn liền đi được. Xoài chua. Bố. Quay thế này phát biểu cảm ngây mà. Cái máy đẹp hay. Ừ. Phát đi phát đây. Đấy. Phát biểu cảm ngây. Ý kiến chứ gì ý kiến đấy. Chị em mình nhã giờ liệt đi rồi đây này, giờ đang dài não cái đà. Bánh bưởi thì xoài chua đủ thứ luôn đấy. Cô dài não cái đã đâu. Cả nhà ăn qua đây. Bác ăn xoài chúa thôi. Bánh kẹo không thích. Đi chào. Xe hàng chỗ ăn để đó. Mần hồi cái đà. Đúng rồi, mần hồi cái đà. Thế này xoài của Sơn Hầu đi bán hay không? Xoài rẻ hơn. Xoài ngón chứ. Bữa trước chị mua. Sản xuất cái gì? Nhà người phục vụ hề. Hai bố con đây. Hôm qua chị hội trưởng nông dân của xã ở trong xóm này này cũng tham gia với chị em cho vui đây. Chị em giờ cả nam này đang có hứng, bây giờ đang đi mượn noa. Thì bà cả hát cả nam đây. Đang mượn không biết có được hay không. Bí thư xóm ra tham gia cùng với chị em đây. Là cổ vũ tinh thần cho chị em làm cho mạnh cho giỏi nhé. Trang trí ăn kỹ được. Ăn để có sức. Đúng đó, ăn để có sức mà mổ chứ. Để mổ đất mà trồng hóa. Chơ, nhảy đi đây. Xe kéo luôn. Nhảy đây. Ông chi hội nông dân xã đây. Trưởng chi hội nông dân xã của bên này này đang đi mượn nó về cho chị em nhảy kìa. Chưa, hết má rồi. Quên không mình tất nè. Giờ giải nào chán chê rồi, giờ chị em mới ra tiếp tục làm tiếp. Mỗi người mỗi việc. Đấy, nhìn cho mình đi. Ok. Đi nào anh. Đi đầu này.
thì khó quá. Ê, gửi cho mình hình đó đi. Ok. Galaxy S23 Series bắt chọn chiếc đêm khác trước nhé. Cả nhà ơi, giờ em đang nhờ một người bạn quay hồ nên em phải làm với mọi người đây. Ra đi làm phải làm cho nến với mọi người, không mình cứ đứng cầm điện thoại quay thì ngại lắm. Dọc hai bên đường này có xanh nên bọn em phải cuốc rồi dọn đấy đi sạch sẽ thì mới trồng được hoa nữa. Chị em rủ nhau làm mỗi người một công việc nên rất là vui. Hôm qua chị hội phụ nữ đi xin được nhiều cây giống à, nên hôm nay à, trồng dọc hai bên đường hết cho đẹp. Nói gì nói luôn. Ngày là cổ như kiểu mà thằng cha mà ông. Ôi chà, phải bắt mình ăn trả thì công đâu ngày nữa đây. Chiều ngày hôm nay thì ơi, chị hội phụ nữ thôn 1 là vừa tổ chức vệ sinh sạch sẽ để trồng hoa dọc đoạn đường trung tâm của thôn. Thì có các toàn thể chị em phụ nữ, đặc biệt là có đồng chí Phan Bảo Phí, vị thư chí bầu đã có mặt để chỉ đạo và động viên các chị em làm trong chiều ngày hôm nay. Rất là đông chị em là có mặt để làm, vừa trồng hoa nhưng cũng là vừa tình cảm giúp một số chị em khó khăn trong vấn đề thu hoạch nghề. Đang giúp bà con đào nghề. Đang giúp bà con đào nghề này, rất là nhiều nghề, hầu hết nghề đó thu hoạch cho tôi màu vàng. À. Hiện tại là có ba chị, một chị gây ở trừ hai chị ở hai đâu. Hai chị hai đầu hơi ốm tí. Ngày là ngày mang. Nha. Mà ngày là cổ là nhất phải làm ạ. Thế là cuốc cỏ xong cả rồi cả nhà. Bây giờ chị em bắt đầu chia ra. Một số bên này, một số bên kia, thế là tập trung mà trồng. May quá cây này cũng không phải đào, tại vì đất mới mưa còn mềm á. Thế nên là mình chặt ngắn như thế là mình cắm nó xuống là được. Thế là cũng đỡ được bao nhiêu công. Trong lúc đang nắng nóng như thế này mà phải đào nữa thì cũng hơi mệt. Cái khúc đường này là cổng chào của thôn xóm. Thế là chỉ trồng hoa ở cái khúc này thôi, không phải trồng cả xóm đâu. Trồng cả xóm thì mất nhiều thời gian lắm. Ở thôn em mới thay cán bộ phụ nữ xóm. Thế là cái chị này làm cũng rất là tích cực đấy này. Chị mới làm nên một cái là chị huy động chị em đi trồng hoa rồi đi giúp đỡ bà con những hoàn cảnh khó khăn ốm đau ấy. Là đi cấy ô này này, đi dặm lúa cho người ta đó. Thế là chị vận động được rất là nhiều chị em tham gia đây. Cũng rất may có nhiều chị em là cùng hưởng ứng cái phong trào đấy với chị ấy. Chứ mất công chị đi vận động thì cũng tội. Hiện nay nó phải có dài con quạt ở đây này. Còn nếu mà chưa mỗi người mỗi tay nhanh lắm. Chi hội phụ nữ xóm em rất là đông, nhưng đây là do các chị bận không đi hết ấy. Mới được có từng đây người đây chứ chi hội đông người lắm. Thế là bọn em mần sóng để gả nhà ạ. Bây giờ còn có thêm một tiết mục toàn nhà hảo tâm cho chị em đây. Toàn các bác, các cô đi ngang qua đường thấy chị em làm nắng vất vả. Thế là các bác mỗi người ủng hộ 150.000 hay là 200 gì đấy. Giờ chị em mua nước uống đây. Thế là bọn em làm xong còn có nước uống nữa đây này. Cả nước, cả cam. Trời ơi, thế là các bác ủng hộ nó uống nước hết rồi. Tha hồ mà uống rồi. Bên kia còn có bác chủ nhà nữa cơ. Bác đang đưa bánh kẹo hoa quả ra mời chị em. Ôi, lâu lắm rồi không mặc được đấy. Hôm nay đi rửa nắng thì liệt. Mặt đỏ tưng bừng lên đây. Bây giờ bà chủ nhà đang mời vào nhà uống nước uống bia. Sẵn con loa đài để nhảy nhót luôn. Mệt thì mệt nhưng mà vui mọi người ạ. Chẳng mấy khi mà tập trung đông như thế này toàn chị em phụ nữ cả. Có hai ông cán bộ là nam thôi. Thế mà bia nước ngọt cái rô ầm ầm đi kia. Cứ bảo phụ nam hay rô chứ phụ nữ giờ cũng rô ầm ầm ấy rồi nhảy nhót hơn cả nam luôn. Lại đến tiếp mục của phụ nữ thôn với này ông hội trưởng hội nông dân xã.
chúc chị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế là hứng lên rồi mọi người ạ. Giờ đang dạm chắc nhảy đây. Ai không nhảy được cũng nôi ra tập nhảy luôn. Mấy chị này đi đâu cũng hay nhảy, nên là chị nhảy dẻo lắm, như bọn em thì chẳng biết nhảy nhót gì cả, cứng đơ đơ. Thôi tạm biệt chị em về trước nhá. Em còn tham ố nữa hay. Nghe mất cổng thầy, còn đi tận nhà nhặt non biến không? Trời ơi, để ra về rồi hắn còn tí bia hai ả đang tiếc của nữa đây. Ừ, hắn tiếc của nữa thế là uống nốt. Trời ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thôi cho hai ả vui đây, bọn em về đây. Thôi đi làm nắng mệt nhưng mà vui mọi người ạ. Lâu lâu chị em tập trung nãy. Hôm nay này đúng là một ngày rất là nắng đấy chứ. Nắng rang rang suốt từ sớm giờ. Về không em yêu? Dạ. Xe nó. Em mua ba đấy. À không.